Chào đón quý vị đến với chương trình Nha Today Show với Hồng Sông. vị đến với chương trình Nail Today Show với Hồng Sâm. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay Hồng Sâm vừa làm xong tiệm Inaga Nail and Spa ở Roseville, California. Tiệm này có 1.000 square feet nhưng mà đã có một cái bathroom và một cái phòng ăn phía sau và cái phòng quát thì một cái phòng rất là nhỏ, chiều ngang khoảng 13 feet mà thôi. Cho nên hôm nay Hồng Sâm đã uh, tới để trang trí xong cái tiệm này và cái tiệm này cô chủ đã chọn cái package là 8 ghế spa và 6 bàn nail À, với hai kẻ nước sơn và bàn receptionist, bàn hơ tay. À, thì cái package này, kịch này trung bình là khoảng hai mươi mấy ngàn là quý vị có một cái package như vậy rồi. Nhưng mà đặc biệt ngày hôm nay là lần đầu tiên quý vị sẽ thấy là Hồng Sâm làm cái package màu trắng trong cái tiệm này. Hồng Sâm sẽ kể cho quý vị nghe là làm sao, đã, tại sao mình đã làm cái tiệm này với cái thiết kế như thế này. Và bây giờ để Hồng Sâm mời quý vị cùng bắt đầu với Hồng Sâm để xem là có những cái gì mình trong Hồng Sâm đã làm trong cái tiệm này ngày hôm nay. Và lúc mình bước vô tiệm, đây là cái không gian cửa mình vừa bước vô thì Hồng Sâm đã cho một cái cây ở đây tại vì để tạo một cái welcomeness mà nó che hai cái kệ nước sơn tại vì tiệm rất là nhỏ mà product thì rất là nhiều cho nên mình để hai cái kệ nước sơn để cho để cho khách lựa. Và ở bên tay phải này thì cũng rất là may mắn là tìm được hai cái ghế tông màu trắng tại cái package của chủ lựa là màu trắng hết thì đi tìm cái ghế được màu trắng mà tìm trong một ngày nha quý vị cũng không phải dễ nhưng mà rất là may mắn lại tìm được và tìm được đúng có hai cái thôi mà lại được on sale cho nên khi mà mình chọn những cái màu đáng lý là cái tông của cái tường này kia thì là màu khác chỉ có đồ trang trí là màu trắng nhưng mà vì có một tí trục trặc là cô chủ này mà mướn người sơn rồi cũng đi mua nước sơn mua làm sao ra thành màu trắng chứ đúng là cái tường không phải là màu trắng rồi cái thêm như quý vị nhìn thấy cái thêm nè thêm này đáng lý là nó một cái màu marble kem kem tại vì tiệm nhỏ hồng sâm chọn những cái màu sáng cho nó nhìn cho nó rộng nhưng mà lại chọn thành màu xám thì thì nhìn cũng ok nhưng mà nó nó hơi 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 lạnh một chút xíu à, nhưng mà nếu mà như hồng sâm làm thì hồng sâm sẽ không không có chọn cái nếu mà nếu mà theo ý hồng sâm đã đưa cho mẫu thì không phải là màu này nên sâm tham nhiều lúc quý vị nhờ hồng sâm cố vấn đưa những cái mẫu màu nhưng mà đôi khi lại đi mua những cái màu khác tự vì tới tiệm thì người kia người kia nói là cái màu đó chắc có thể là dơ thì lại nghe lời cái người kia lại đổi cái màu này cho nên khi mà bỏ xuống rồi phối hợp các thứ với nhau rồi thì mới biết là cái màu nó họ cũng không thích mấy nhưng mà thôi rồi cũng xong màu này cũng được làm sao để mình uh, thiết kế nó hài hòa hơn cho đẹp à, rồi thì bây giờ đây là cái bộ bàn mà mình mua hồng xăm cũng tìm được cái 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 bàn này rất là đẹp nhìn nó như sờ cừ đó quý vị thì nó để ở giữa nó cũng có thể là cái ghế khi mà đông người quá họ có thể ngồi và trên này thì bỏ một cái bức tranh cái bức tranh này lý do mà có những cái màu sơn mà nó trôi như vậy à, tượng trưng cho nước sơn để làm cho gọi là cái polish đó cái hình cũng rất là dễ thương tại vì mình là tiệm nail mình là artistic cho nên cái gì mình bỏ vô mà nhìn không gian hài hòa nhìn đẹp là mình có thể trang trí được ở đây là cái cái counter top để mình receptionist thì dĩ nhiên cái tiệm bề ngang nó rất là hẹp thì hầu như khách nào chủ tiệm nào làm cái receptionist đón khách thì cũng để ngang phía trước này thì nhìn nó ngột lắm tại vì cái tiệm đi vô là đụng liền và bề ngang hẹp quá thì không xong để ngang lại như thế này để có cái không gian đằng sau more privacy để mình tính tiền tính đồ người ta không thấy rồi tiếp tục đi tới là những cái chỗ này thì có những cái design với cái thềm để mà có nhìn cho nó lạ mắt hơn. cô đây là có hai cái hai dãy bàn thì hồng sâm làm một dãy bàn bên tay trái thì để dọc như vậy cũng ba cái và một dãy bàn bên này ba cái để ngang lại thì làm như vậy thì tạo cái cái không gian của cái tiệm mình nó không có phải giống như là bị vuông vuông khắp nơi hết nhìn nó đều hơn thay vì đi vô thì sắp bàn ngang với nhau hết thì nó không đẹp rồi bên tay phải thì hồng sâm cũng bỏ những cái, bức, những cái bông lên, chị treo những cái bông lên nhẹ nhàng tại tông muốn tông sáng trắng nhưng phải có một tí gì màu đó và cô chủ này rất là thích màu tím cho nên đó là hồng sâm đã bỏ tiếng lên trên này và đây đặc biệt là cái này cái này hồng sâm mua là màu trắng nhưng mà vì cô chủ thích màu tím thì bây giờ không biết là làm sao mà tìm ra màu tím thì hồng sâm đã lấy cái màu trắng này những cái này là những đồ on sale và về sơn lại và xịt màu tím lên và cho kim tuyến lên Cho nên quý vị nếu mà nhìn sát lại cái màu cái, cái này Thì sẽ thấy nó là có những cái kim tuyến Thì lúc mình sơn như vậy thì uh, Nhìn bây giờ nó hơi cong cong Là tại vì khi mình sơn Hồng Sâm đã để ngoài nắng Hôm nay rất là nóng quý vị Hôm nay gần 100 độ Cho nên cái đó nó hơi cong Nhưng mà chút xíu là hy vọng nó sẽ thẳng ra uh, Để chút cho nó ngủ xuống Thì đó là cái bức bên đó thì xong Sâm để bên đó Và bên này thì đâu phải là đi mua mà trang trí đồ lúc nào cũng có đâu Tại vì Hồng Sâm đến đây và đi mua đồ Rồi trở về đây, đây làm Thì trong vòng 5 tiếng thì Hồng Sâm đã làm xong 5 tiếng là cả đi mua đồ nha quý vị Đi mua đồ chắc cỡ một tiếng mấy đó Và bây giờ là 4 tiếng mấy sau Thì là Hồng Sâm đã làm xong cái tiệm này Thì à, mấy cái kiến tròn tròn này Cũng là màu trắng On sale thì Hồng Sâm mua cái đó bình thường giá rất là mắc Mà on sale mua có 16 đồng mấy chục cent một biến thôi Cho nên bây giờ mình thấy những cái đó on sale mà cũng phù hợp được Thì Hồng Sâm đã ráp lại trở thành một cái, cái khối Thay vì phải làm thêm nhiều màu trên tường Và quý vị mình nên nhớ là màu trắng trang trí nếu mình làm đúng rất là sang Với điều kiện là mình phải chịu chi Cần rất nhiều thứ bỏ lên thì nó mới đầy được vì thế trong những cái bức tường hồng sâm mà, mà hồng sâm không muốn bỏ nhiều đồ thì hồng sâm phải sơn nó thêm để tạo một cái điểm nhấn và đánh cái con mắt của người nhìn vào cái chỗ đó để đừng có để bị trống trải thì đó là cách hồng sâm làm giống như ở đây cái tường này thì nó cũng màu trắng thôi nhưng mà hồng sâm nói để phải sơn thì cô chủ thích màu tím thì đây hồng sâm đã làm thêm sơn cái màu này lên để mà làm cho cái 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 chỗ này nó nhìn có vẻ chiều sâu hơn và đây là cái mặt mà nhìn ra ngoài đường thì người ta nhìn vô có một cái gì đó để họ nhìn họ sẽ không để ý những cái chỗ mình không có đồ trang trí À, và đây là cái cửa này là cái miếng một miếng gương thôi chứ không phải là cái cửa chứ quý vị thì ông sam mua hai miếng ráp lại chở ngược kia thì làm thành một cái cặp cửa sổ à, tạo cho một cái chiều sâu hơn và nó sáng cái tiệm hơn mình mua cái bàn này và bỏ cái bình bông đây cái bàn này có thể để supply ở phía dưới hay để khăn có thể đốt candle và để cái bình bông ở chỗ này tạo một cái uh, như nhìn là relax một chút xíu rồi bên đây cũng vậy như quý vị vừa coi là hai bên đều có kiến và đã làm cái cái màu tím đó và dán lên trên À, đóng lên trên tường à, thì đó là cái màu favorite của cô chủ. Bây giờ mình tới đây rồi thì mình sẽ bắt đầu xuống xem cái phần spa nha. Tìm được cái bình bông này rất là dễ thương. À, mặc dù nó là màu hồng hồng nhưng mà nhìn nó nhẹ nhàng nó có thể đi với màu trắng. Khi mình trang trí màu trắng thì mình mình nên dùng những cái tông pastel thì nó cũng đi chung. Nhưng mà có nhiều chỗ phải cần cái điểm nhấn thì nó mới đẹp được. Và đây là sản phẩm mới mà quý vị thấy nha Đây là cái mà hồi trước cho Hồng Sâm làm Elite rất 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 nhiều Nhưng chưa bao giờ quý vị thấy Hồng Sâm làm ghế màu trắng nha Hôm nay đặc biệt vô cùng Và rất là đẹp là từ vì nó là màu white pearl Thì nếu mà quý vị nhìn thấy cái white pearl này mà đằng sau tường đó đó Hồng Sâm sơn cái màu tím ở phía sau đó Cũng cái màu mà khách chọn để có cái contrast và để cho cái ghế nó nổi lên và nếu mà như quý vị thấy là chẳng hạn như cái tường đó mà để trắng không thì trang trí bao nhiêu cũng không đủ nhưng mà với cái màu sơn phía sau thôi là tự nhiên nhìn nó đã đầy rồi hồng sâm không cần che một cái gì lên hết nhưng mà chúc học chúc quý vị coi cái tường bên kia quý vị sẽ thấy rằng là treo biết bao nhiêu vẫn thấy vẫn thấy trống cho nên khi mà quý vị nào mà muốn làm tông trắng thì quý vị phải cho hồng sâm biết và phải chuẩn bị tâm lý làm không thể nào đi chợ trong một ngày mà có được tại trắng rất là khó mua cho tông trắng thì mình phải chuẩn bị mình order trước nó sẽ gửi về tiệm cho mình và mình phải có một cái chi phí rất cao là để làm cho nó đúng tông tại trắng rất là khó làm nếu quý vị chọn ghế màu trắng thì cũng rất là dễ trang trí mình ăn thôi mình đổi cái tông tường thôi ghế trắng tường trắng rồi cái thềm lại chọn màu xám cho nên những cái tông đó hôm nào hôm sau nào hơi bị cực để cho nó phù hợp được cho nên quý vị nhớ nha lần sau cứ nếu mà nếu mà đã hỏi hồng sâm đã tin vào hồng sâm để hồng sâm chọn cho quý vị một cái màu để nó đỡ cực khi mà tới đây rồi cứ phải sửa lần trước thì hồng sâm phải sửa cái tiệm kia vừa mình cho màu màu kem thì sơn màu xanh thì nó rất là rất là nhiều thứ phải làm nhưng mà tiệm này là cực kỳ khó tại vì từ trần cho tới tường đều trắng hết thì phải làm làm sao cho nó nhiều lên nhưng cái ghế này như quý vị thấy rằng là rất là đẹp nó màu trắng nhưng mà cái loại da này mình không có sợ bị acetone ăn kháng acetone vừa kháng tất cả chất chemical cho nên mình chùi thoải mái không có bị sao và được hai năm garanti đặc biệt tại sao mà không sống cứ chọn những cái package này để làm cho quý vị là từ vì ghế này on sale thông thường là bốn ngàn rưỡi mà nó on sale cho nên tại sao mình không lợi dụng cái lúc nó on sale để mình làm những cái ghế đẹp nhất trong khi bình thường hồi xưa mình làm thì mình phải trả gần gấp đôi cái ghế khác mà bây giờ mình mua được như thế này và đẹp lắm cái vị, nhìn thấy cái bồn không cái bồn đổi bảy màu và có cái ghế nâng chân rất là tuyệt vời khỏi cần phải bưng cái chân của khách lên để mà làm chỉ cần gác lên thôi thì những cái này đều được kháng acetone hết quý vị đặc biệt trong ghế của công ty Luxo thì uh, có những cái hệ thống chết năm châm Uh, Autofill rất là sạch cái loại ecojet này không cần phải lo nước tràn nước đầy và cái năm châm này có thể dùng cả cái hệ thống liner Autofill xin lỗi quý vị Autofill vẫn có thể dùng với hệ thống liners mà không bị nước đầy và không sợ nước đầy và nước tràn nữa. Đặc biệt là nếu quý vị nào mà nghe tới cái chết thì rất nhiều quý vị hỏi hồng sâm là tôi có nghe tới những cái chết mà có cái ống để bơ bơm hơi và cái chết này thì nó khác cái gì thì hồng sâm xin thưa quý vị rằng là cái 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 ống mà bơm hơi của cái chết á nó chỉ là cái hệ thống nó bơm thôi mặc dù nói là ồ, cái này sạch hơn là tại vì cứ mỗi cái 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 xài xong là vất đi thì cái mỗi cái như vậy tốn 50 cent mà mình cứ ngày một người khách là mình cứ xài 50 cent mình xài riết thì nó cũng tốn rất là nhiều còn cái loại chết này mình chỉ rửa mình chỉ rửa xong mình bỏ lại mình không có cần phải lo thay từng cái chết cho mọi người cho nên cái loại chết mà câu hỏi của quý vị là nếu mà chết tôi xài bằng cái ống bơm bơm như thế đó thì nó tốt hơn hay là hay là cái này tốt hơn và cái cái đó đó nghe nói là được nhà nước được uh, chứng nhận là nó thế này thế kia thì hồng sâm cho quý vị rất là theo cái kinh nghiệm và cái sự hiểu biết của hồng sâm thì không có cái sản phẩm nào mà tự nhà nước ra chứng nhận cho mình để mà nói là mình được như vậy hết á không có cái cái nào tại vì dĩ nhiên ai cũng có thể bán hàng hết đâu có dám nói rằng là, là, cái này là chỉ có state mới cho còn cái này là state board nó không có cho cho nên cái sự sạch sẽ là ăn thua mình mà thôi mình phải clean up cho dù quý vị xài chết này hoặc là cái chết bằng bơm hơi mà mỗi lần xài xong rồi vứt cái đó đi lại lấy cái khác bỏ vô thì nó đều cũng phải chùi cái bồn hết không cách nào mà quý vị lấy cái chết ra mà không chùi cái bồn cả cho nên cái chết eco chết năm này vẫn là cái solution tốt nhất có guarantee và nếu mà quý vị xài nó mòn thì chỉ có thay cái lõi trong có 10 đồng mà thôi cho nên cái loại chết này rất là đặc biệt thì đó là những câu hỏi thắc mắc mà quý vị gửi inbox trong sao và hỏi thường xuyên là cái chết đó như thế nào và xài làm sao thì đó là Ecochek năm trăm rất là good. rồi bên đây cái tường này nó cũng trắng như cái tường bên kia hồng sâm để bao nhiêu bức tranh trên đó rồi nhưng nó vẫn thấy không có được đầy đặn à, nó 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 chưa có một cái gì đó đầm xuống theo ý của hồng sâm nhưng mà chỉ có tìm được bằng đó đồ mua trong tích tắc và ở trong cái khu này thì chỉ có bằng đó thôi lý do như vậy cho nên hồng sâm phải quyết định là cái tường bên kia mình phải sơn như vậy cho nên khi chọn màu trắng mình phải cẩn thận nhưng cái ghế màu trắng thì tuyệt vời như bên đây nè hồi nãy quý vị thấy hồng sâm bật bên kia là màu xanh nhưng tại vì quý tại vì là bên kia đó cái tường màu tím thì hồng sâm bật cái ghế màu xanh lên cho nó khác một chút còn cái bên này cái tường trắng hết thì hồng sâm bật cái tường một cái cái bộ màu tím lên nhìn rất là đẹp và thoải mái relax xin quý vị rồi sau đó mình chỉ để những cái cây xanh lên nhìn nó thoải mái rồi cái tường này hồng sâm còn bỏ ba cái bức tranh đó lên bức tranh đó là của chủ cũ đã có thì hồng sâm lại dùng lại nếu mà vẫn dùng được thì hồng sâm lại sẽ dùng những cái gì quý vị đang có bỏ lên cho quý vị để khỏi tốn tiền đó là những cái mà hồng sâm bỏ lên ngày hôm nay và phía sau này thì có thêm một cái bức tranh cái loại xanh này là xanh tím cho nên vì cái xanh tím này nó cũng đi chung với cái không gian của mình đang có đây thì nếu mà quý vị nhìn cái, uh, nguyên một cái khu như thế này thì nó rất là hài hòa chung với nhau đó là theo hồng sâm thấy thì nói chung là tiệm này chỉ uh, chỉ được một ngàn square feet thôi mà làm được như vậy thì uh, với cái package này chỉ có hai mươi mấy ngàn thôi mà cái tiệm đã xong hết nên cho nên quý vị nào mà muốn cần mở tiệm, remodeling tiệm thì đây là cái dịp mà quý vị nên um, bắt đầu thì Hồng Sâm sẽ giúp cho quý vị. Và nếu mà quý vị nào uh, có thắc mắc về cái chương trình này quý vị có thể gọi vào số sáu để biết thêm chi tiết qua cái chương trình Salon Remodeling. Và cho quý vị nào mà chưa bao giờ xem chương trình của Hồng Sâm thì Hồng Sâm muốn nhắc lại rằng Chương trình Salon Remodeling với cái công của Hồng Sâm thì Hồng Sâm không lấy tiền của quý vị đến để, để đến trang trí nhưng quý vị phải đợi để tới tới phiên. Tuy nhiên, nếu mà quý vị đợi không được thì Hồng Sâm sẽ hướng dẫn cho quý vị qua FaceTime hoặc qua điện thoại. Và rất nhiều tiệm đã làm được như thế. Quý vị hỏi rằng là làm sao mà làm cái chương trình này free được. Thì kính thưa quý vị là chương trình Nail Today Show được ra đời và được đến ngày hôm nay là được bảo trợ bởi công ty Laxo. Cho nên khi quý vị mua sản phẩm của công ty Laxo thì chúng tôi, Hồng Sâm sẽ là cái người đi để hướng dẫn cho quý vị à, làm sao có cái tiệm đẹp tiền chi phí ăn ở và máy bay thì công ty Luxor đã trả rồi. Còn cái tiền công riêng của Hồng Sâm thì Hồng Sâm không lấy tiền công của quý vị. Tuy nhiên, Hồng Sâm đã cho quý vị mắc nợ. Từ vì sao? Hồng Sâm muốn làm những cái việc này để thứ nhất, để giúp cho quý vị có một cái tiệm đẹp. Hồng Sâm không muốn ngành neo của chúng ta đi xuống để cho người khác phải cạnh tranh tại vì à, hiện nay có rất nhiều sắc dân khác cũng rất là muốn cạnh tranh với ngành neo tại vì ai cũng thấy ngành neo là một cái điểm tốt cho người việt nam và người việt nam mình rất là thành công trong lĩnh vực này cho nên hiện nay thứ nhất là người đại hàng thứ hai là cả người mỹ trắng đang ra để chuẩn bị làm những cái tiệm neo rất lớn và rất quy mô và dĩ nhiên đối với họ họ đầu tư thì họ mướn những người có chuyên chuyên nghiệp chuyên môn của họ để tới trang trí thiết kế và đặc biệt là cái, cái 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 thành phần mà quản lý công công việc và công cái vật tìm của họ cho nên dĩ nhiên là họ vẫn đi xa hơn mình mặc dù tay nghề họ không bằng mình nhưng những cái đó là tại vì không phải là họ giỏi mà họ tìm ra những người à, giỏi để giúp cho họ thì đối với người việt chúng ta thì mình lúc nào mình cũng muốn tiết kiệm mình muốn làm cái gì đó cho nó vừa phải thôi cho nên hồng sâm tạm thấy rằng là làm đối với những cái hồng sâm làm cho quý vị thì cũng đã đủ để nhìn đẹp và sạch để cho mình có thể cạnh tranh với họ tại mình có tay nghề rồi mình chỉ muốn thế thôi cho nên hồng sâm muốn lúc nào cũng muốn cái ngành neo của mình đi lên vì thế hồng sâm đã muốn cho lại tự vì hồng sâm được như ngày hôm nay cũng từ ngành neo Hồng Sâm cũng đã từng vỗ neo, cũng đã từng làm tất cả các thứ trong ngành neo để có được ngày hôm nay, tất cả những bằng cấp của ngày hôm nay là từ neo. Cho nên đối vì vậy Hồng Sâm muốn thứ nhất là trở lại để cho lại ngành neo của mình trả lại những cái gì ngành neo đã đã nuôi nấng Hồng Sâm. Thứ hai nữa Hồng Sâm muốn làm những công việc này để nối rộng bàn tay, à, để khi mà Hồng Sâm có một cái quỹ từ thiện, khi mà Hồng Sâm à, giúp cho quý vị, quý vị khá giả, thì quý vị sẽ cho lại những cái quỹ từ thiện mà Hồng Sâm đang làm, hoặc là quý vị có thể tới đựng nơi Hồng Sâm cho địa chỉ cho quý vị tới để cần giúp cho các em mồ côi ở Việt Nam cũng như là tại Mỹ thì đó là tại lý do tại sao Hồng Sâm bỏ công sức để đi làm cho quý vị 50 tiểu bang bây giờ quý vị biết là 11 giờ đêm Hồng Sâm đang đứng, ở đây và làm cho quý vị những chương trình này và làm cho cái tiệm rất là đẹp để ngày mai à, ông bà chủ có thể khai trương thì đó là một trong cái cái tâm huyết mà Hồng Sâm muốn làm để cho lại ngành neo và giúp cho ngành neo chúng ta mỗi ngày mỗi đẹp hơn, tân tiến hơn và khang trang hơn để kiếm khách. À, tuy nhiên đó là trong mắt hồng sâm thì hồng sâm thấy như thế. Nhưng mà à, nếu quý vị nào có khả năng mướn người mà professional thì dĩ nhiên quý vị có thể mướn người đó. Nhưng mà đối với hồng sâm thì hồng sâm chỉ có làm volunteer để giúp cho quý vị rồi quý vị máy móc giúp là cho hồng sâm mà thôi. Và bây giờ hồng sâm sẽ mời cô chủ vào để xem là cái reaction của cô chủ như thế nào đối với cái tiệm mới và các thứ quý vị bây giờ ông sâm đang đứng bên cô thùy là chủ nhân của tiệm Enaga Nails and Spa ở Roseville California thì bây giờ hồng sâm đã làm xong rồi bây giờ bắt cô chủ ra đây để xem coi cái cảm nghĩ của cô chủ như thế nào cảm nghĩ của em sao thùy dạ rất là vui và hạnh phúc giống như là một khởi đầu rất là tốt <laughs> vô mà nó không nhận ra cái tiệm của mình nữa Ờ, hồi sáng thì thấy còn lộn xộn mà bây giờ thấy gọn rồi. Hồi xưa cũng có tiệm ở trên Pennsylvania cũng uh, tự làm tự design nhưng mà không có um, hoàn chỉnh như bị không giống như, như cái, cái cái chị Hồng Sam làm. À, cũng học được chút của chị hôm nay. <laughs> Đừng có đổi nghề nha. <cười> <cười> Trong tương lai sẽ đổi. <laughs> rồi cái cái cơ duyên của em đến với cái cơ duyên nào mà em tìm ra chị? Em lên YouTube em coi giống như là coi mấy cái uh, tiệm supply uh, tiệm neo thôi. À. Nhưng mà tự nhiên click vô thì thấy chị Hồng Sâm quảng cáo về cái uh, uh, công ty uh, ghế này với lại um, đi design tiệm cho tiệm nail. Thì em coi, em với mẹ em coi thì thích, nói mà mà được được cái là ngày nào cũng coi nha, không phải là coi một cái nha. Video nào cũng vô like hết. Uh, rất là ngưỡng mộ, rất là ham, nói là ước gì được được gặp chị một lần. Nhưng mà hôm nay là sự thật người thật người thật luôn là thấy chị tới là rất là mừng hai giờ sáng vẫn mở video coi làm là vũ tới 7 giờ 8 giờ về nấu ăn tới 10 giờ coi tới hai sáng luôn đó coi hoài có có một có một video là coi hoài luôn giống như cái thích cái tiệm đó là cứ coi hoài coi hoài lại luôn thì em có những cái lời gì chia sẻ đến với các anh chị em ngành nail không em có một chút chia sẻ là giống như là um, anh chị nên uh, hỏi chị chị mấy người design trước là mình mình nên chọn cái màu nào cho tiệm chọn cái sàn nhà nào cho hợp đi cái tông cái tiệm của mình đừng có như em <laughs> em là chị hồng xong nói một bên em đi làm một đường là không có ăn ý với nhau nhưng mà cuối cùng cũng ra được design này em cũng là rất là mừng à, cái gì cũng họ hỏi ý kiến design trước cho quyền design cho cái người design quyết định mọi chuyện là sẽ nhanh gọn lẹ à, mà đẹp nữa. <laughs> Tại vì quý vị biết là có những cái câu chuyện về hai chị em rồi rút cuộc nói chung là cái cái nếu mà cái tiệm là như vậy rồi thì không sao vẫn làm ra được nhưng mà nó lâu hơn nhiều là tự vì phải giống như là phải sửa lại hết từ đầu những cái gì mình tính toán gì mình làm lại hết à, đó là những cái đó rồi em có lời gì đến tất cả các khán giả không? dạ em cho em gửi lời cảm ơn đến công ty lesso với lại uh, thêm của chị hồng uh, hồng sâm đến tiệm em design và cho em cái ý kiến uh, ghế rất là đẹp em rất thích màu trắng uh, màu trắng thì không có dễ mình dễ nào mua được mấy cái hãng khác không có thì em cũng có cái tiệm nail bên trên kia thì em thích rất, em rất thích màu trắng xong rồi bây giờ thấy ghế về rất là thích uh, máy hoạt động cũng tốt buồn cũng lớn à, Có lời cảm ơn đến team và công ty Rồi chúc mọi người làm ăn thành công Và một lần nữa xin cảm ơn công ty Lexo với lại team work của chị Hồng Sam à, Nếu có tiệm nail nào muốn remodel hoặc là build tiệm nail mới Thì nên liên lạc với công ty và chị Hồng Sam để tư vấn à, Cảm ơn mọi người nhiều Và chúc em luôn may mắn và làm ăn phát đạt Kính thưa quý vị, quý vị vừa theo dõi chương trình Nail Today Show với Hồng Sâm và một lần nữa cảm ơn quý vị rất nhiều đã ủng hộ cho chương trình Nail Today Show trong suốt thời gian qua và cảm ơn công ty Lexo đã bảo trợ cho chương trình Nail Today Show và mong rằng quý vị nào có những cái thắc mắc và câu hỏi về vấn đề salon remodeling, quý vị có thể gọi vào số 18669047546. Hoặc nếu quý vị muốn xem những cái mẫu tiệm mà Hồng Sâm đã làm, đã từng làm thì quý vị có thể vào YouTube và gõ vào Nail Today Show with Di Ái Hồng Sâm hoặc là trên Facebook cũng cái tên giống như vậy, Nail Today Show with Di Ái Hồng Sâm thì quý vị sẽ tìm những cái mẫu tiệm mà Hồng Sâm đã từng làm. À, có rất là nhiều mẫu tiệm tùy ý mỗi người cách thích như thế nào thì Hồng Sâm sẽ theo như vậy. À, đôi khi Hồng Sâm design nhưng khách cũng vẫn thích theo một cái mẫu nào khách đã thấy thấy rồi thì Hồng Sâm sẽ theo những cái tông đó tiền ít thì mình làm ít, tiền nhiều thì mình làm nhiều. Miễn sao quý vị có được cái tiệm sạch, đẹp mà mình tiện để mình có thể phục vụ khách hàng mỗi ngày để mình lấy thêm income và giữ khách cho mình. Một lần nữa, số phone là 1866-904-7546 nếu quý vị muốn biết thêm chi tiết. Và cảm ơn quý vị đã ủng hộ và thương mến đến chương trình Nail Today Show. Chào đón quý vị đến với chương trình Nail Today Show với Hồng Sông.